Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin thể thao nổi bật diễn ra trong tuần qua. Nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19, vận động viên thể thao người khuyết tật Trần Phúc Đạt ở xã Vĩnh Quốc, huyện Văn Giang đã gửi tặng quỹ thiện nguyện hạt vừng chiếc huy chương vàng mà anh giành được tại Đại hội thể thao người khuyết tật năm 2018. Trong buổi đấu giá trực tuyến đổi kỳ vật lấy nhịp thở diễn ra tối ngày 29 tháng 8, chiếc huy chương vàng của vận động viên Trần Phúc Đạt đã được doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường đấu giá thành công với số tiền 200 triệu đồng. Quỹ hạt vừng dùng toàn bộ số tiền này để mua máy thở và dụng cụ y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là nghĩa cử cao đẹp của vận động viên Trần Phúc Đạt, một con người giàu nghị lực, từng đạt nhiều thành tích cao trong môn đua xe lăn. Trong khu cách ly tập trung tại điểm trường cao đẳng nghề Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên, một số người dân khi vào cách ly vẫn duy trì thói quen tập thể dục thể thao. Do điều kiện hạn chế nên người dân cũng chỉ lựa chọn những bài tập vận động chân tay đơn giản. Các bài tập đa số được thực hiện ngay trong phòng để đảm bảo an toàn phòng tránh dịch. Việc duy trì thói quen tập thể dục thể thao ngay trong khu cách ly giúp người dân nâng cao sức khỏe, tinh thần thoải mái hơn. Để duy trì hoạt động thể thao trong mùa dịch cho các học viên, một số phòng tập yoga trên địa bàn thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu đã mở lớp học yoga online với khung giờ như ở phòng tập buổi sáng từ 5 đến 6 giờ, buổi chiều từ 17h30 đến 18h30. Mặc dù là học trực tuyến, nhưng giữa huấn luyện viên và học viên vẫn có sự giao lưu với nhau qua màn hình, có thể chỉnh từng động tác cho người tập để đảm bảo đúng tư thế và kỹ thuật. Qua lớp học online giúp các hội viên có hứng thú tập luyện hơn so với việc tự tập tại nhà một mình, từ đó sẽ mang lại hiệu quả tích cực đối với sức khỏe. Chấp hành nghiêm quy định không tập trung đông người tập thể thao, nhiều người dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ chuyển sang tập thể dục thể thao ngay tại ngôi nhà của mình. Chiều nào cũng vậy, chị Trần Thị Ánh, một người dân trong xã, tập các bài aerobic đơn giản phù hợp với tập một mình ở nhà. Những gia đình có điều kiện như gia đình chị Đỗ Thị Nhung thì mua máy chạy bộ để các thành viên trong gia đình thay nhau tập. Mỗi ngày chị Nhung chạy trên máy khoảng 1 tiếng đồng hồ để duy trì vóc dáng, khỏe khoắn và tinh thần thoải mái. Lứa tuổi thanh niên trong xã Trung Hòa lựa chọn tập gym, tập tạ nhằm nâng cao thể lực, tăng cường sức đề kháng. Thời gian gần đây trên đoạn sông Luộc thuộc hai xã Đức Thắng và Thủy Lôi của huyện Tiên Lữ diễn ra tình trạng người dân ra sông tắm, bơi lội đông đúc, nhộn nhịp. Việc tập trung đông người nơi công cộng là không nên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhắc nhở nhưng người dân vẫn không thực hiện thông điệp 5K. Thiết nghĩ người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch hơn nữa, góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong khi các phòng tập, nhà tập thể dục thể thao chưa được phép hoạt động thì xu hướng chạy bộ thể thao rèn luyện sức khỏe được nhiều người lựa chọn. Nhóm chạy bộ 5 giờ 30 phút ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang là một ví dụ điển hình về tập luyện thể thao phù hợp và an toàn trong mùa dịch. Từ 3 năm nay, đều đặn vào buổi sáng và buổi chiều tối sau giờ làm việc, nhóm chạy gồm các thành viên nữ có tên 5 giờ 30 lại tập trung tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang để chạy bộ. Các thành viên trong nhóm mỗi người một công việc khác nhau nhưng đều có điểm chung là yêu thích thể thao, đam mê môn chạy bộ. Nhóm lấy mốc thời gian 5 giờ 30 phút buổi sáng và buổi chiều để chạy bộ cùng nhau. Bản thân tôi là một người rất là đam mê bộ môn chạy bộ, mong muốn được rằng là cái chiếc áo 5 giờ 30 ấy lan tỏa đến bạn bè, rèn luyện sức khỏe để cống hiến cho ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Những cung đường trong công viên ở khu đô thị Eco Park được nhóm lựa chọn để chạy bộ hàng ngày, bởi ở đây không khí trong lành, mát mẻ và đường chạy bằng phẳng. Mỗi buổi cả nhóm chạy từ 5 đến 7 km, xen giữa là quãng nghỉ hoặc đi bộ để đảm bảo sức khỏe. Khi chạy, các thành viên đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi chạy và hạn chế giao tiếp và tiếp xúc với nhau. Mình thấy cái việc chạy bộ trong mùa dịch thì nó cũng rất là phù hợp. Thế trong lúc mà chưa dịch ấy thì mình có thể là đi tập trung nhiều hơn. Thế còn đang dịch như này thì bọn mình chạy nhưng mà mình có cái sự giãn cách nhất định và tuân thủ cái khẩu hiệu 5K. Cái môn thể thao chạy bộ này thì tôi thấy khá là phù hợp, bởi vì là nhiều khi có thể là chạy không được thì chúng ta đi bộ một chút cũng được, miễn là làm sao có sự vận động. Tôi cũng cảm thấy là tôi giữ được cái thể lực, nó không có những cái biểu hiện ốm đau lặt vặt. Tôi cảm thấy là mọi cái hoạt động trong cái công việc của tôi nó cũng sẽ phấn chấn hơn. Một số thành viên trong nhóm chạy bộ 5 giờ 30 đã tham gia các giải marathon,
tại khu đô thị Eco Park và đều hoàn thành quãng đường đề ra. Chạy bộ là môn thể dục đơn giản, dễ tập, phù hợp với mọi lứa tuổi. Có thể tập cá nhân, duy trì chạy bộ thường xuyên sẽ tốt cho sức khỏe, giảm một số bệnh về xương khớp và tim mạch, đồng thời cải thiện vóc dáng và có tinh thần sảng khoái, giảm stress. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.